Thực hiện chương trình công tác của Bộ Chính trị, sáng nay, đoàn công tác của Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã tặng quà chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đại biểu đã trao 600 suất quà Tết tặng gia đình chính sách, người nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đồng thời mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của tỉnh thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt lưu ý đến các gia đình chính sách, người cao tuổi, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đại biểu đã đến thăm chúc Tết tặng quà gia đình ông Đào Văn Trình là bố liệt sĩ và gia đình chị Trịnh Thị Hà là hộ nghèo ở thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ. Đại tướng Tô Lâm đã đến thăm tặng quà Tết cho Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.